Pha trái tay dọc dây rất hay đến từ Dusan Lajovic. Quá hay. Game đấu kết thúc và 2-1 dành cho Dusan Lajovic. Ba 0 cho Kemanovic vẫn đang là một game giao bóng khá thuận lợi dành cho tay vợt. Bóng đi ra ngoài, một cú smart ở cuối sân không thành công đến từ Dusan Lajovic. Bóng ra ngoài và lúc này thì Kemanovic đã bẻ game thành công để vươn lên dẫn trước với tỷ số là 3-2 trong trận đấu đầu tiên. Một pha tấn công rất hay của Dusan Lajovic, cú trái tay chéo sân tốt. Ba 30-15 dành cho Dusan Lajovic. Game đấu kết thúc và 4-3 dành cho Dusan Lajovic. Quá khó dành cho Dusan Lajovic để phòng ngự ở tình huống này. Đó là một cú đánh rất hay đến từ Kemanovic. Bóng đã đi ra ngoài, những cú smart liên tiếp của Kemanovic. Bóng đi ra ngoài và cơ hội bẻ game lại đến với Kemanovic. Và bóng đã không qua lưới, Kemanovic vượt lên dẫn trước 5-4 và tràn đầy cơ hội để giành được chiến thắng ở trong bóng không qua lưới, điểm cho Kemanovic 15-0. Đó là cú giao bóng và thực hiện pha smart rất mạnh mẽ và chính xác đến từ Dusan Lajovic. 40-15. Rất hay. Đó là một cú thuận tay dọc dây tốt của Lajovic. 15-15. Vẫn chưa thể kết thúc được game giống này, một cơ hội để cho Lajovic có thể giành điểm, nhưng lại là một lỗi đánh hỏng của tay vợt người Serbia.
Bóng ra ngoài. 4-0 dành cho Dusan Lajovic rồi. Game đấu kết thúc với chiến thắng dành cho Kamanovic và tỷ số bây giờ được quân bình là 3-3. Và bây giờ sẽ là hai cơ hội để cho Kamanovic bẻ được game giống này của Dusan Lajovic. Bóng đi ra ngoài, cú swing vô lề thiếu cảm giác. Không may mắn cho Kamanovic, bóng đẩy. Bóng ra ngoài, chưa thể kết thúc được game bóng này. Điểm lại được quân bình là 40-40. Quá khó dành cho Lajovic. Đó là một tình huống giao bóng qua chơi trở lại tốt của Kamanovic. Rất hay, một cú thuận tay dọc dây tốt của Kamanovic. Điểm lại được quân bình là 30-30. Cú đè bóng không thành công. Điểm được quân bình 15-15. Bóng không qua lưới. Đối phòng ngự hay của Kamanovic và cơ hội bẻ game đang đến với Kamanovic. Bóng ra ngoài. Bóng ra ngoài. Một cú đánh không may của Lajovic. Anh vẫn đang dẫn trước 15-30. Và bây giờ tỷ số đã là 6-6. Hai tay vợt sẽ bước vào loạt tie break để tìm ra người chiến thắng ở trong set đấu thứ hai. Và trận đấu kết thúc với chiến thắng dành cho Dusan Lajovic ở set đấu thứ hai. Bóng không qua lưới và game đấu kết thúc. Kamanovic đã bẻ game giao bóng. Bóng đã đi ra ngoài. Tỷ số bây giờ được quân bình là 1-1. Rất hay.
Một tình huống ra bóng và thực hiện cú thuận tay tốt đến từ Lajovic 30-0. Một tình huống chơi trên lưới rất hay đến từ Kemanovic 30-15. Bóng đi ra ngoài. Bóng đi ra ngoài. Một cú trái tay không thật sự tốt của Kemanovic. Điểm 15 đều. Không quá lười. Và tấn công tốt của Kemanovic 30 đều. Bóng ở trong sân. Rất hay. Và tấn công tốt của Kemanovic 15-0. Bóng ra ngoài và giờ sẽ là cơ hội kết thúc trận đấu dành cho Dusan Lajovic. Và chiến thắng là của Dusan Lajovic. Anh đã có màn lội ngược dòng thành công trước Kemanovic để giành chiến thắng sau 3 set với tỷ số 4-6.